Kính thưa quý vị, nghề xử lý ảnh kỹ thuật số là một nghề rất thú vị, nhưng đồng thời nó cũng là một cái nghề dễ khiến người ta nản. Để có những tác phẩm đẹp, hoàn hảo như cái hình bên phải của chúng ta, thì chúng ta phải tốn khá nhiều thời gian để chăm chút, cân chỉnh cho cái hình gốc là hình bên trái. Tất cả những cô người mẫu qua bàn tay phù phép của các phù thủy Photoshop thì họ coi như được biến đổi hoàn toàn, không có ai xấu cả. Làn da sáng trắng, mịn màng. Nhưng mà để làm được công việc như vậy thì đòi hỏi các kỹ thuật viên tay nghề tương đối phải khá cao và thậm chí là phải có kinh nghiệm lâu năm trong cái nghề xử lý ảnh của mình. Và như quý vị biết rằng hiện nay để thực hiện công việc chấm chỉnh da thì phần lớn là nếu như làm thủ công thì chúng ta thực hiện bằng công cụ Clone Stamp của Photoshop. Hoặc chăng nếu như chúng ta ứng dụng một số kỹ thuật cao cấp hơn, các bạn có thể vô sử dụng phần mềm Nick Image để thực hiện công việc này. Nhưng nói với Nick Image, nếu như mà chúng ta không quen hay chúng ta không có một kiến thức nhất định nào đó thì chúng ta chấm nó sẽ dễ bị hiện tượng là bẹt cái hình ra, nó láng mịn, làm mất đi những chi tiết trên gương mặt và trên cơ thể người ta. Chúng tôi giới thiệu với gì một cái công nghệ hiện nay trên thế giới người ta sử dụng, và đặc biệt là các cái nước tiên tiến như là ở Mỹ hoặc là ở châu Âu người ta ứng dụng vào với cái phần mềm mà hoàn toàn không phải như quý vị thấy là như Nick Image đâu. Phần mềm này là phần mềm chuyên dụng của các nhiếp ảnh gia quốc tế, những cái hội nhiếp ảnh lớn, người ta ngồi chung lại với nhau, người ta tìm ra giải pháp và người ta đã viết ra phần mềm này. Và để thực hiện công việc như quý vị thấy là cân chỉnh màu và chấm da từ bên trái thành bên phải chúng ta, người ta tốn cao lắm là tới từ 3 đến 5 phút. Nó vừa đẹp mà nó vừa giữ được độ trung thực của da. Phần mềm là có nhiều tính năng rất độc đáo. Kính thưa quý vị, phần mềm này là phần mềm có license, có nghĩa là có bản quyền. Cho nên chúng tôi chỉ được phép giới thiệu quý vị, bởi vì chúng tôi có những học viên, một số anh em của Peter Group ngày trước là học viên ở Việt Nam, và sau khi các anh đã học xong và các anh đã qua bên Mỹ định cư, các anh đã mua phần mềm này gửi về cho chúng tôi để nghiên cứu. Và giá thành của nó là 498 đô la. Cho nên chúng tôi chỉ được phép giới thiệu quý vị chứ không thể kèm theo phần mềm này, và đặc biệt nếu có kèm theo quý vị cũng không sử dụng được, bởi vì phần mềm này nó khóa cứng, có nghĩa là nó cài cho từng máy và dựa vào phần cứng đã được đăng ký bản quyền tại Mỹ. Do đó nếu như quý vị có nhu cầu sử dụng thì quý vị có thể ghé Beauty Group, chúng tôi có thể demo cho quý vị xem và chúng tôi có thể hướng dẫn quý vị được cùng đăng ký. Với sự hỗ trợ của anh em tôi tại Mỹ thì quý vị sẽ mua được. Nhiều khi tại Việt Nam chúng ta mua phần mềm này cũng hơi khó khăn, bởi vì chúng ta nếu như chúng ta không có Visa card, Mastercard thì chúng ta không thể trả tiền được qua của bán hàng trực tuyến trên mạng. Bây giờ chúng ta xem tiếp những sản phẩm tiếp theo của phần mềm này. Quý vị thấy đây là cái hình gốc ban đầu và sau khi chấm chỉnh chỉ 1 phút thôi người ta được như thế này. Và dĩ nhiên chút xíu tôi sẽ demo cho quý vị xem cụ thể hơn. Và đây một cái hình em bé gái sau khi qua phần mềm, da nó được xử lý mịn láng, nhưng mà đồng thời cái hạt da vẫn được giữ nguyên. Nó giúp cho chúng ta khép được cái miệng, chỉnh nó tông màu cam rất là rồ. Đặc biệt hơn nữa là đối với người già bị những cái vết nhăn trên gương mặt thì phần mềm nó giúp cho chúng ta tẩy đi vết nhăn, nhưng đồng thời vẫn giữ được độ trung thực khiến người ta trẻ hơn. Nó bóp được những khuyết điểm như là cái cạnh của gương mặt như thế này, nó cũng bóp lại, nó không làm biến dạng gương mặt, nó khép miệng. Ngoài ra phần mềm còn giúp cho chúng ta make up lại gương mặt được hoàn hảo. Ví dụ như mình thấy bên đây cái gương mặt tương đối là chưa có được sáng lắm, nhưng qua đây sau cái chỉnh da láng mịn, nó giúp cho chúng ta là đánh bóng lên gương mặt bằng cách là đưa lên đây một cái làn da hồng, cái đánh má hồng lên, tô môi, tẩy răng và make up lại phần khóe mắt. Tính năng này nó còn giúp cho chúng ta là tự động biến đổi cái hình đang trắng thành đánh màu trong nhấp nháy. Đó là một số tính năng ưu việt của phần mềm. Ngoài ra còn nhiều tính năng khác nữa, tôi sẽ có dịp giới thiệu tiếp cho quý vị. Thì bây giờ quý vị có thể xem demo của tôi. Chúng tôi sẽ demo cho quý vị thấy để nó có cái nhìn khách quan hơn. Và chúng ta sẽ thấy rằng
đối với công cụ này thì chúng ta sẽ đỡ vất vả hơn rất là nhiều, và chúng ta sẽ có được những tác phẩm pro hơn. Và đối với quý vị mà mới vào nghề, quý vị cũng sẽ an tâm hơn, quý vị sẽ có được những tác phẩm hoàn hảo mà không phải đầu tư nhiều thời gian và không cần có nhiều kinh nghiệm. Kính thưa quý vị, tiêu chí của PDF Group là luôn luôn phải thực hiện bằng thực chứng, có nghĩa là những gì nói ra phải được chứng minh cụ thể và chứng minh một cách minh bạch. Bây giờ chúng demo cho quý vị xem cái giải pháp của phần mềm mà tôi đã vừa giới thiệu quý vị, là phần mềm chấm chỉnh da siêu đẹp mà đồng thời chuyên nghiệp. Bây giờ quý vị thấy trên màn hình chúng ta, đây là ảnh gốc. Và để có được làn da đẹp nhưng vẫn giữ được chất liệu da và cân chỉnh màu đúng tông thì chúng tôi thực hiện vài bước đơn giản như sau: chọn trên vùng gương mặt, tôi không cần chọn chính xác, tôi chỉ cần vẽ thế này thôi. Như quý vị thấy rõ ràng là chỉ cần lít chuột là xong đúng không? Bước thứ hai là tôi sẽ xóa đi những cái chỗ chính trên gương mặt, chẳng hạn như là cái phần đồng tử mắt, rồi nữa là phần môi. Và sau đó tôi nhấn vào nút File Skin, là tôi nhấn vào nút Bit, tôi chấm vào làn da. Để quý vị thấy đây chính là cái demo, đây là cái phần mà nó cho review là xem trước, đã chấm đây thấy được cái kết quả làn da. Và sau đó nhấn nút Go to Step 2, tiếp theo là nhấn vào nút Go to Step 3. Bây giờ như quý vị thấy, sau tôi lấy những điểm chính như là râu, những cái chỗ quan trọng nhất, hàng như đây. Chân mày, và ảnh gốc ban đầu đây, chấm chỉnh đã được hoàn hảo xong và da cực kỳ đẹp, mà đồng thời nó rất là rồ, cái nếp da giữ yên nguyên, cái hạt da giữ nguyên. Mình thấy chưa tới 1 phút đúng không ạ? Đó là cái cách thứ nhất là chấm da một cách rất là nhanh chóng. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần thứ hai là vừa chấm da, vừa làm thẩm mỹ, vừa cân chỉnh màu. Vì thấy em bé gái này, tôi cũng tương tự, tôi làm như vậy, tôi cũng chọn trên gương mặt em bé gái. Chúng ta cũng không cần phải giống như Photoshop chúng ta chọn tỉ mỉ đâu, ta chọn hết gì cũng được nữa. Rồi sau đó chúng ta chọn gục gơm, chúng ta chọn sót thì chúng ta chọn thêm này, rồi ta chọn gục gơm vẽ vào con mắt, những phần chính như là cái môi. Sau đó ta nhấn nút File Skin, ta chỉnh thông số rồi nhấn nút Bit. Như thấy đây là da đã được láng mịn. Rồi ta nhấn nút Go to Step 2. Rồi bây giờ tôi sẽ lấy lại những điểm chính trên gương mặt như quý vị thấy đây, như chân mày của nhân vật, lông mi. Rồi thêm giờ nữa là cái phần mũi. Và sau tôi giảm này xuống một tí, tôi chấm nhận chỗ này, lấy lại những chỗ như là cái chi tiết phụ như dây chuyền nè, như là áo. Ta coi hình gốc ban đầu đây, ta có thể chấm tiếp chỗ này. Rồi như vậy thấy chỉ có chưa tới 1 phút là quý vị đã chấm xong cái hình gương mặt của cô gái rất là đẹp và hoàn hảo. Em bé gái này rất là đẹp. Bây giờ tôi sẽ qua tiếp bước thứ hai là tôi sẽ cân chỉnh màu, như là correct màu cho nó đúng tông quốc tế. Tôi cần chọn là color palette. Sau đó tôi sẽ chấm vào, nhấn vào nút, có cái nút cái công cụ dọc chấm màu, rồi chấm vào đây. Rồi chọn một trong những tông mà có sẵn. Chương trình nó cho phép nó có sẵn. Như đây là tông tông nâu, ta chấm kỹ hơn tí xíu. Đây, tông nâu nè, tông cam nè, tông hồng nè, dân cái thứ tôi chọn tông nâu ở đây, thì chưa hề tăng màu nâu lên tí xíu nữa. Rồi sau đó tôi sẽ cho nó sáng hơn chút, vì thấy hình nó rực lên.
Đó, như vậy thấy chỉ có một vài phút tôi đã vừa chỉnh da, tôi cân màu. Bây giờ giả sử vậy thấy là cái răng bé này nó lòi hai răng này ra xấu quá, chúng ta có thể nó khép miệng lại. Công việc làm cũng tương đối khá đơn giản, chúng ta chỉ chọn cho nó phần răng thôi. Chúng ta sẽ xóa những cái chỗ mà nó phạm thế này, chúng ta cho nó khép lại thế này. Nó có gì thấy coi như vừa vừa làm da, vừa chỉnh màu, vừa khép răng. Cũng xin xin demo tiếp cho quý vị xem một cái tác phẩm nữa, là bây giờ cái hình của một cái ông cụ này tương đối là cũng có tuổi, nếp chân chim đã hằn trên gương mặt. Thì bây giờ chúng ta sẽ giúp cho cụ trẻ lại khoảng cỡ 10 đến 20 tuổi. Thì công việc cũng rất là đơn giản, bạn cũng cứ việc là chọn như thế này. Nghĩa là đòi hỏi là cái người sử dụng phần mềm này chỉ cần biết click chuột là xong, không cần phải đầu tư nhiều. Rồi sau đó là chúng ta chọn vào cái công cụ cục tẩy, ta phóng lớn lên chút xíu, ta chấm vào con mắt này. Và sau đó là quý vị sẽ xử lý da, các chọn nút file skin, ta kéo là da lại. Nút speed chúng ta chấm vào đây. Sau đó là go to step 2. Bây giờ chúng ta sẽ lấy lại những cái vùng chính như gương mặt. Như là quý vị thấy phần chân mày, ta lấy phần chính gương mặt và lấy phần môi, phần râu, lỗ tai. Ta sẽ giảm này xuống một tí. Ta sẽ xem hình gốc. Quý vị sẽ chấm lại những cái chỗ này, nhìn sống mũi. Rất nhanh chóng dễ dàng. Bây giờ chúng ta sẽ làm thẩm mỹ cho gương mặt này, chấm chấm da, bóp cái cằm vô, bóp cái cằm này vô một tí, và mình bóp cái má vô một chút cho khép miệng. Chúng ta sẽ chấm chỉnh da, các vị có thể chấm vào cái tông màu trên đây, ta chọn cái tông. Thấy cái tông đẹp hơn rất là nhiều, thì so với cái tông ban đầu gì thấy nè, tông này tôi chấm chấm theo kiểu tông hồng, thì tôi cho nó rực lên, sáng rực rỡ lên nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vô làm thẩm mỹ bằng cách là chọn vào chức năng này. Chúng ta sẽ bóp cái cạnh của cái gò má lại, vẫn giữ được cái độ trung thực của cái mặt người ta. Rồi cho cái cằm này nó ra tí xíu. Rồi chúng ta sẽ khép môi miệng lại. Vậy cho nó khép thử nha. Đỡ hơn rất là nhiều. Và đồng thời nó cho phép ta làm cho cặp mắt là to hơn. Ta chọn vào công cụ làm to mắt, nó nhấn thì mắt của nhân vật được to hơn. Ta nhấn OK. Thì giờ quý vị xem đây, hình góc ban đầu và hình đã được xử lý xong. Và tiếp theo chúng tôi sẽ demo tính năng là make up cho gương mặt. Cái gì chọn phần da cho gương mặt mà thôi. Sau đó chúng ta sẽ chấm da. Chọn cho da láng mịn. Giờ ta qua cái bước thứ hai. Nãy giờ tôi cố tình tôi đã cho lướt qua bước thứ ba luôn, không không qua bước thứ hai. Bước thứ hai nó có tên là make up. Thì quý vị chỉ cần thực hiện như sau. Ta sẽ chọn vào những cái màu để mà ta đưa chấm chỉnh vào phần da. Giả sử ta thấy đây, cái phần da này của nhân vật này nó chưa có hồng, chúng ta có thể chọn cái màu hồng như đây. Giả sử tôi chọn màu hồng như thế này, tôi giảm đây còn khoảng cỡ opacity khoảng cỡ 2-3% thôi quý vị. Đến má hồng cho phần gương mặt. Quý vị thấy là cái má hồng nó được đánh lên.
Rồi đồng thời bây giờ tôi sẽ chọn cái phần này nó là màu đỏ để tôi sẽ trang điểm cho cái môi. Thì thấy môi được đánh hồng lên. Đồng thời chúng ta sẽ tô cho cái răng màu trắng, như răng trắng hơn. À, phần trắng trên đây cho dòng trắng trắng hơn nữa. Rồi ta thấy cho màu xanh. Rồi ta nhấn go to step 3. Rồi chúng ta phải correct màu cho gương mặt. Đó, quý vị thấy chỉ có một vài bước đơn giản ta đã vừa chấm chỉnh da, make up lại màu sắc. Rồi, tính năng tiếp theo cũng tương đối thú vị thưa quý vị. Rồi, tôi đã nâng cấp màn ảnh đang trắng như thế này lên màu trong nhấp nháy. Công việc này nếu như chúng ta không có phần mềm này chúng ta làm cũng được thôi với Photoshop, nhưng mà thời gian tốn được cũng tương đối khá nhiều. Thì chúng ta sẽ chọn qua tính năng là căn chỉnh là Colorize. Chúng ta phải khoanh vùng cho phần da. Chúng ta phải chọn đâu là da của nhân vật. Phần mắt. Và đâu là môi? Tôi đã không to, tôi vẽ cho chính xác. Và tiếp theo là đâu là tóc. Dĩ nhiên thì sau khi xong rồi đó thì bởi vì chỉ cần chọn vào cái hệ màu, ví dụ như phần skin color, chúng ta chọn một trong những tông dạng như brown tông là tông nâu nè, yellow tông là tông vàng, red tông tông đỏ, chọn là brown tông. Chúng ta chỉ cần nhấn nút pen thì phần mềm nó tự nâng nâng cấp cho chúng ta từ đen trắng lên màu như thế này. Thì dĩ nhiên là do chúng ta chọn không được chính xác cho lắm cho nên nó không được đẹp. Nếu như chúng ta chọn tỉ mỉ thì nó sẽ ra hoàn hảo hơn. Thưa quý vị, đó là một số tính năng và chúng tôi muốn demo cho quý vị xem một cái giải pháp rất là hiện đại và tương đối là nhẹ nhàng. Nếu như chúng ta có nó, chúng ta ứng dụng vào công việc của chúng ta thì sẽ đỡ mất thời gian hơn. Và đấy cũng là một cái nhìn tương đối khách quan. Quý vị có thể xem đây là một cái tham khảo để chúng ta có thể thấy rằng thế giới họ phát triển đến mức độ như vậy. Liệu chăng chúng ta nếu chấm Photoshop mãi thế này thì hiệu quả thật ra là không cao, và đồng thời là chúng ta không thể đưa vào giá trị sản xuất công nghiệp được. Cho nên công nghệ xử lý ảnh của nước ngoài đã đạt tới một đẳng cấp có thể gọi là siêu đẳng và đáng để chúng ta cần phải nghiên cứu và học hỏi.